Sẵn sàng chưa quý vị? Hãy mang lên một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón tiết mục nhảy đầu tiên. Xin cảm ơn tất cả quý vị và tiết mục đầu tiên. Trân trọng kính mời tất cả toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ Super Dance Tê Lô, tiết mục nhảy tập thể với tựa đề Trái Tim Tôi, Tình Yêu Của Tôi qua phần biên đạo của cô Vũ Hiền. Hãy dành một tràng vỗ tay để chào đón phần biểu diễn của câu lạc bộ Super Dance Tê Lô. Xin mời. Và tiết mục thứ hai, câu lạc bộ Zumba Thanh Xuân chuẩn bị. Xin được cảm ơn tiết mục của câu lạc bộ Super Dance Tê Lô.